Và một ca khúc tiếp theo nữa, ca khúc này đây cho phép Sương được gửi tặng đến cho 5M Music Entertainment, và cho Sương có cơ hội được đến đây để gặp gỡ tất cả quý vị. Và ca khúc này đây cũng là một ca khúc dành tặng riêng cho những người bà mẹ, những người tuyệt vời nhất, không bao giờ gọi là có khó khăn nào mà các bà mẹ có thể là sợ hãi hay là bị gần lại. Cho nên một ca khúc thế nào, ca khúc được gửi tặng đến tất cả quý vị, ca khúc được mang tên I Will Survive. Yes. Then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back. And so you're back. Thank you, Dũng Huy. Đẹp không? Thank you, Dũng Sương.